Dạ vâng, xin chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp sớm hơn một chút quý anh chị nhé. Và gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất có diện tích là ngang 5.3, sâu là 21, sổ hồng riêng, thổ cư 100%, pháp lý minh bạch rõ ràng, tọa lạc tại ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị nhé. Trên video màn hình quý anh chị mình nhìn thấy quang cảnh xung quanh khu vực này. Vị trí ranh của chúng ta là từ cái cọc bê tông này. Ở đây có cọc quý anh chị nhé. Từ cọc bê tông này chúng ta đo sang bên tay phải của Biển Xanh là 5m3 và chạy sâu xuống phía sau là 21. Sổ hồng riêng, thổ cư 100%, lô này có giá cực kỳ là ngộp, chỉ có 690 triệu. Đường là đường xe hơi, xe tải là chạy Vivu quý anh chị nhé, xe hơi 16 chỗ là chạy tới đất. Vị trí của chúng ta là hướng Bắc, khu vực dân cư rất là đông đúc. Và theo hướng này quý anh chị mình đi thẳng 1km nữa thì sẽ ra đường nhựa Lục Viên và mình có thể đi về khu vực ngã ba Mỹ Hạnh hoặc là đi sang đường tỉnh lộ DT823. Khu vực dân cư cực kỳ là đông đúc và giá của lô này cũng khá là mềm cho những quý anh chị có tài chính dưới 700 triệu mình có thể sở hữu. Giá 690 triệu là giá chốt, bao toàn bộ chi phí sang tên quý anh chị nhé. Ngang 5m3 và sâu là 21. Chốt giá 690 triệu chỉ bao toàn bộ chi phí sang tên và lô này có hướng Bắc, tọa lạc tại ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đất gò cao ráo, xây dựng tự do và ở đây thì dân cư ở cũng đã rất là đông, càng chạy vào phía bên trong thì càng thấy dân đông nữa. Con đường này là con đường chạy thông quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn đang xem được video này của Biển Xanh thấy vị trí ngày hôm nay phù hợp với nhu cầu tài chính của mình đang tìm kiếm, phù hợp với quỹ tài chính, phù hợp với nhu cầu của mình, mua để an cư, mua để đầu tư sinh lời thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Một lô đất khá là đẹp, ngang 5m3 và sâu là 21, đường chạy thông, dân cư đông, thổ cư 100%, đất sạch sẽ, không quy hoạch và giá cực kỳ là rẻ, chỉ có 690 triệu mà thôi. Rất là phù hợp với túi tiền, nhiều quý anh chị có thể mua để dành, mua đầu tư sinh lời cũng như an cư lập nghiệp vào những vị trí mà xe hơi tới đất như thế này thì rất là hiếm sản phẩm giá rẻ quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi nhiều clip mới nhất. Còn bây giờ Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.